Tích vị đạo sĩ Kāḷadevila. Đạo sĩ Kāḷadevila chứng đắc 8 bậc thiền, chứng đắc ngũ thông tam giới, là vị tôn sư của đức vua Suddhodana. Hôm ấy, vị đạo sĩ Kāḷadevila đọa ngộ trong cung điện của đức vua Suddhodana xong, liền lên cõi trời Tam Thập Tam Thiên nghỉ trưa trong một lâu đài, ngồi nhập thiền để hưởng sự an lạc trong thiền định. Sau khi xả thiền, vị đạo sĩ ra đứng trước cửa, nhìn thấy đức vua Sắc Cá cùng chư thiên nam, chư thiên nữ hoan hỉ vui mừng reo hò một cách khác thường, không giống như mọi ngày. Vị đạo sĩ bèn hỏi rằng: "Này quý vị chư thiên, sao hôm nay quý vị vui mừng hoan hỉ, reo hò ca hát vui vẻ khác thường như vậy? Quý vị có thể nói cho bần đạo nghe được không?" Chư thiên bạch rằng: "Kính bạch ngài đạo sĩ, hôm nay thái tử của đức vua Suddhodana đã sinh ra đời rồi. Khi thái tử trưởng thành sẽ từ bỏ cung điện đi xuất gia và sẽ trở thành Đức Phật chánh đẳng giác, thuyết pháp, chuyển pháp luân, tế độ cho chúng sinh. Nhân loại, chư thiên và phạm thiên có cơ hội được lắng nghe chánh pháp, rồi thực hành theo chánh pháp, dẫn đến sự chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả, niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Đó là nguyên nhân làm cho chúng tôi vui mừng, vô cùng hoan hỷ, reo hò ca hát khác thường như vậy." Sau khi lắng nghe chư thiên trả lời như vậy, vị đạo sĩ Kāḷadevila liền từ cõi trời Tam Thập Tam Thiên hiện xuống cõi người, đi vào cung điện của đức vua Suddhodana. Đức vua cung kính đón tiếp, thỉnh mời ngồi chỗ cao quý. Đức vua đảnh lễ xong, ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, vị đạo sĩ Kāḷadevila bèn hỏi rằng: "Tâu đại vương, bần đạo nghe nói rằng thái tử của đại vương đã sinh ra đời rồi. Bần đạo xin được chiêm ngưỡng thái tử." Đức vua Suddhodana truyền lệnh thay trang phục cho thái tử xong, rồi thỉnh thái tử ra mắt đảnh lễ vị đạo sĩ Kāḷadevila. Khi thỉnh thái tử ra trước mặt vị đạo sĩ Kāḷadevila, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Thái Tử hiện lên đứng trên đầu vị đạo sĩ Kāḷadevila với tư thế diễn giảng. Vị đạo sĩ Kāḷadevila dần biết Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Thái Tử có oai lực phi thường, nên vị đạo sĩ đứng dậy, dời xuống chỗ ngồi thấp, nhường chỗ ngồi cao quý lại cho Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Cao Thượng. Vị đạo sĩ Kāḷadevila chắp hai tay đảnh lễ Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Thái Tử. Nhìn thấy oai lực phi thường của thái tử của mình, đức vua Suddhodana vô cùng ngạc nhiên chưa từng thấy, nên lần thứ nhất đức vua Suddhodana đảnh lễ thái tử Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác. Đạo sĩ Kāḷadevila mỉm cười và khóc. Vì đạo sĩ Kāḷadevila chứng đắc 8 bậc thiền và ngũ thông tam giới, có khả năng đặc biệt thấy rõ, biết rõ trong thời quá khứ 40 đại kiếp và trong thời vị lai 40 đại kiếp, như vậy gồm 80 đại kiếp. Vì đạo sĩ Kāḷadevila dùng trí tuệ nhãn thông thấy rõ, biết rõ thời vị lai của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Thái Tử sẽ có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại thiện nhân và 80 tướng tốt phụ. Vì đạo sĩ Kāḷadevila biết chắc chắn rằng không còn hoài nghi gì nữa, thái tử này chắc chắn sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Biết rõ như vậy, vì đạo sĩ Kāḷadevila phát sinh đại thiện tâm, vô cùng hoan hỷ nên mỉm miệng cười. Sau đó, vị đạo sĩ Kāḷadevila xem xét về thân phận của mình và biết rõ đã không có duyên lành gặp Đức Phật Chánh Đẳng Giác và không có cơ hội lắng nghe chánh pháp của Đức Phật Chánh Đẳng Giác, bởi vì ta sẽ chết trước khi Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Thái Tử trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Vả lại sau khi ta chết, do năng lực của đệ tứ thiền vô sắc giới, phi tưởng phi phi tưởng xứ, thiền thiện tâm sẽ cho quả tái sinh trong cõi trời vô sắc giới, phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên, có tuổi thọ lâu 84.000 đại kiếp. Phạm thiên trong cõi vô sắc giới chỉ có 4 danh quẩn: thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn mà thôi, không có sắc quẩn. Cho nên phạm thiên cõi vô sắc giới không có mắt để nhìn thấy Đức Phật, không có tai để nghe chánh pháp của Đức Phật khi Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian. Khi vị đạo sĩ Kāḷadevila xem xét, biết thân phận mình không có duyên lành gặp được Đức Phật và không nghe được chánh pháp của Đức Phật, cảm thấy tủi phận nên cảm động khóc. Đức vua Suddhodana nhìn thấy vị đạo sĩ Kāḷadevila khi thì mỉm miệng cười, khi thì lại cảm động khóc, bèn bạch hỏi rằng: Kính bạch đạo sư, có điều gì không may xảy đến với thái tử của con hay không? Bạch ngài. Vị đạo sĩ Kāḷadevila tâu rằng: Tâu đại vương, chắc chắn không có điều gì không may xảy đến với thái tử cả. Thái tử chắc chắn sẽ trở thành Đức Phật chánh đẳng giác. Biết rõ như vậy, bần đạo cảm thấy vui mừng, vô cùng hoan hỷ, mỉm miệng cười. Và bần đạo cũng biết rõ mình không có duyên lành được gặp Đức Phật và lắng nghe chánh pháp của Đức Phật. Do đó bần đạo cảm thấy tủi phận nên cảm động khóc. Lễ đặt tên Đức Bồ Tát Thái Tử. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Thái Tử sinh ra đời được 5 ngày thì Đức Vua Suddhodana tổ chức trọng thể buổi lễ gội đầu và đặt tên cho Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Thái Tử. Đức Vua Suddhodana truyền lệnh mời 108 vị Bà La Môn thông hiểu rõ 3 bộ sách xem tướng theo truyền thống của Bà La Môn vào cung điện để thiết đại món ăn đặc biệt, cơm nấu bằng sữa tươi nguyên chất. Trong số 108 vị Bà La Môn ấy, có 8 vị Bà La Môn đại trí là vị Bà La Môn Ra Mã, vị Bà La Môn Tha Giá, vị Bà La Môn Lakkhaṇa, vị Bà La Môn Chố Tí Man Tá, vị Bà La Môn Giá Ná, vị Bà La Môn Xuất Hố Giá, vị Bà La Môn Xuất Gia Má và vị Bà La Môn Xuất Đá Tá. Sau khi xem tướng, thấy thái tử có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại thiện nhân và 80 tướng tốt phụ. Trong 8 vị Bà La Môn đại trí, có 7 vị đồng đưa lên 2 ngón tay và tiên đoán quả quyết rằng thái tử là bậc có đầy đủ trọn vẹn các tướng tốt của bậc đại nhân và các tướng tốt phụ này. Nếu sống tại cung điện thì sẽ trở thành Đức Chuyển Luân Thánh Vương trị vì thiên hạ, có 4 biển làm ranh giới. Nếu từ bỏ cung điện để xuất gia thì sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Duy chỉ có một vị Bà La Môn trẻ tuổi nhất thuộc dòng dõi có đánh ná, tên là Bà La Môn Siddhattha. Sau khi xem xét kỹ lượng tướng tốt của thái tử xong, vị Bà La Môn này chỉ đưa một ngón tay lên và tiên đoán quả quyết rằng thái tử có đầy đủ trọn vẹn các tướng tốt của bậc đại nhân và các tướng tốt phụ này. Thái tử không thể nào sống tại cung điện, mà chắc chắn thái tử sẽ từ bỏ cung điện đi xuất gia. Rồi chắc chắn thái tử sẽ trở thành một Đức Phật Chánh Đẳng Giác mà thôi. Tất cả các vị Bà La Môn đại trí cũng đều nhất trí với nhau rằng thái tử chắc chắn sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Trong lễ gội đầu và đặt tên cho Đức Bồ Tát Thái Tử, tất cả các vị Bà La Môn đại trí đều nhất trí với nhau rằng Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Thái Tử chắc chắn sẽ trở thành một Đức Phật Chánh Đẳng Giác, sẽ đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc cho chúng sinh trong tam giới. Danh từ Bali gọi là Á Thá và chắc chắn sẽ được thành tựu như ý. Danh từ Bali gọi là Siddhattha. Hai danh từ này được ghép với nhau thành tên của Đức Bồ Tát Thái Tử là Siddhattha Á Thá, nghĩa là sự lợi ích được thành tựu hoặc bậc tế độ chúng sinh được thành tựu mọi lợi ích cao thượng. Thông thường các bậc đại trí làm lễ đặt tên cho đứa trẻ nào, quý ngài xem xét về tương lai cuộc đời của đứa trẻ ấy để đặt tên gọi cho hợp với cả cuộc đời đứa trẻ ấy. Thật ra tên gọi nào cũng chỉ là danh từ riêng chế định mà thôi. Nếu danh từ riêng ấy có ý nghĩa phù hợp với con người thì tự nó có một tiềm năng động viên khuyến khích con người ấy vượt qua mọi trở ngại để xứng đáng với tên gọi của mình. Do đó, khi có đứa con sinh ra đời, gia đình thường mời các bậc đại trí đến nhà xem tướng rồi làm lễ đặt tên cho đứa con của mình. 32 tướng tốt của Đức Bồ Tát Kiếp Chót. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Kiếp Chót chắc chắn sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Khi Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy đản sinh ra đời, sẽ có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân và 80 tướng tốt phụ. Đó là quả tốt của đại thiện nghiệp Ba La Mật mà Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy đã từng thực hành và tích lũy ở trong tâm từ vô số kiếp trong quá khứ, hoàn toàn không liên quan đến huyết thống cha mẹ hay dòng dõi. Tướng tốt của bậc đại nhân như thế nào? Bậc đại nhân là người cao thượng mà các tướng tốt đặc biệt ấy được biểu hiện ra bên ngoài thân hình, cho nên gọi là tướng tốt của bậc đại nhân. Khoa xem tướng tốt của bậc đại nhân là một trong các bộ môn mà dòng dõi Bà La Môn trí thức thường dạy và học đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân. Theo truyền thống từ đời này sang đời khác của dòng dõi Bà La Môn, nhưng họ hoàn toàn không biết rằng mỗi tướng tốt của bậc đại nhân là quả của đại thiện nghiệp nào? Trong kinh Lakkhaṇa Sutta, Đức Phật giảng dạy về 32 tướng tốt của bậc đại nhân và đại thiện nghiệp cho quả của mỗi tướng tốt của bậc đại nhân được tóm lược như sau. Một thổi nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Dế Tá Va Ná của ông phú hộ Á Na Thá Biến Đí Cá gần kinh thành Sa Vát Thí. Khi ấy Đức Thế Tôn gọi Chư Tỳ Khưu dạy rằng: Này Chư Tỳ Khưu, bậc đại nhân có đầy đủ 32 tướng tốt này chỉ có hai con đường mà thôi, không có đường nào khác. Một, nếu bậc đại nhân ấy sống tại gia thì sẽ trở thành Đức Chuyển Luân Thánh Vương hành thiện pháp. Đức Pháp Vương trị vì toàn cõi đất nước, có 4 biển làm ranh giới, đều được bình yên vững chắc và có đầy đủ 7 báo là Long Sa Báo, Voi Báo, Ngựa Báo, Ngọc Mani Báo, Chánh Cung Hoàng Hậu Báo, Phú Hộ Báo, Thừa Tướng Báo. Đức Chuyển Luân Thánh Vương có hơn 1.000 hoàng tử anh hùng dũng cảm, có khả năng làm khuất phục mọi quân đội của kẻ thù. Đức Chuyển Luân Thánh Vương luôn luôn chiến thắng kẻ thù bằng thiện pháp, không sử dụng cực hình khí giới và trị vì trên toàn cõi đất nước có 4 biển làm ranh giới, không có kẻ thù chống đối, không có mọi cảnh tượng xấu xảy ra trên toàn cõi đất nước. Mọi thần dân thiên hạ đều được sống trong cảnh thanh bình thịnh vượng. 2. Nếu bậc đại nhân ấy từ bỏ cung điện đi xuất gia thì sẽ trở thành Đức A-la-hán, Đức Phật chánh đẳng giác, diệt tận mọi phiền não, mọi tham ái, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Này Chư Tỳ Khưu, 32 tướng tốt của bậc đại nhân là như thế nào mà bậc đại nhân ấy có đầy đủ thì chỉ có hai con đường mà thôi, không có con đường nào khác. Nếu bậc đại nhân sống tại gia thì sẽ trở thành Đức Chuyển Luân Thánh Vương, hoặc nếu bậc đại nhân từ bỏ nhà đi xuất gia thì bậc đại nhân ấy sẽ trở thành Đức A-ra-hán, Đức Phật chánh đẳng giác. 32 tướng tốt của bậc đại nhân. Đức Bồ Tát chánh đẳng giác kiếp chót chắc chắn sẽ trở thành Đức Phật chánh đẳng giác. Khi Đức Bồ Tát đản sinh ra đời, có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân như sau. 1. Hai bàn chân bằng phẳng, vững vàng, đạp trên mặt đất. 2. Hai lòng bàn chân có dấu bánh xe, trục xe có 1.000 căm và đầy đủ các bộ phận. 3. Hai gót chân dài, bằng 1/4 bàn chân. 4. Ngón tay dài và tròn trịa, đều đặn, thon như hình búp măng. 5. Hai bàn tay, hai bàn chân mềm mại. 6. 5 ngón tay, trừ ngón tay cái ra, 4 ngón còn lại đều dài bằng nhau, khít vào nhau, và 5 ngón chân dài bằng nhau, khít vào nhau, không có kẽ hở. 7. Hai mắt cá nằm cao cách bàn chân độ 2-3 lóng tay. 8. Đôi chân thon, phần trên lớn rồi nhỏ dần xuống dưới, tròn đẹp như đôi chân con sơn dương. 9. Khi đứng thẳng, không cúi người xuống, hai bàn tay có thể sờ đụng hai đầu gối. 10. Ngọc hành được giấu kín trong bao da. 11. Toàn thân có da màu vàng, óng ánh xinh đẹp như màu vàng rồng. 12. Làn da mịn màng. Do làn da mịn màng, trơn nhảy nên bụi không thể bám vào thân hình. 13. Mỗi sợi lông mọc ở mỗi lỗ chân lông. 14. Lông có màu xanh và xoắn về bên phải, đầu lông hướng lên mặt. 15. Thân hình ngay ngắn như thân hình Phạm Thiên. 16. 7 nơi trong thân có thịt đầy đặn là 2 mu bàn tay, 2 mu bàn chân, 2 bả vai và cổ, không nhìn thấy gân và xương. 17. Thân hình trên dưới đầy đặn với thân hình phía trên của sư tử chúa. 18. Hai hốc bả vai có thịt đầy đặn, không thấy xương vai. 19. Chiều cao của thân bằng sải tay và sải tay bằng chiều cao của thân, cũng như chiều cao của cây Ngigotha bằng chiều ngang của nhánh cây ấy. 20. Cổ tròn trịa đầy đặn, khi nói không đổi gân cổ. 21. 7.000 dây thần kinh rất tinh tế tụ hội từ lưỡi đến cổ, tiếp nhận hương vị vật thực để nuôi dưỡng cơ thể. 22. Cái cầm giống cầm của sư tử chúa. 23. Đầy đủ 40 cái răng, hàm trên 20 cái răng và hàm dưới 20 cái răng. 24. Hàm răng trên và dưới đều đặn, có màu trắng xinh đẹp. 25. Hai hàm răng sắp đều đặn và khít vào nhau, không có kẽ hở. 26. 4 cái răng nhọn sạch sẽ, trắng đẹp. 27. Lưỡi lớn và dài, mềm mỏng, có màu đỏ hồng xinh đẹp. Lưỡi lớn có thể trùm được cả mặt, lên đến chân tóc, và lưỡi dài có thể le ra đến tận hai lỗ mũi, hai lỗ tai. 28. Giọng nói như giọng của Phạm Thiên, rõ ràng, trong trẻo, ngọt ngào, về tiếng chim cá rá vi cá. 29. Đôi mắt xanh sẫm và trong sáng rất đẹp. 30. Đôi mắt tự như đôi mắt con bê mới sinh. 31. Sợi lông uốn đá mọc trên trán, ở khoảng giữa hai đầu lông mày, có màu trắng dài mềm mại, xoắn bên phải, đầu lông hướng lên trên đầu rất đẹp. 32. Cái đầu tròn và có vầng trán cao rộng đẹp, đi vòng từ vành tai bên phải sang vành tai bên trái. Đó là 32 tướng tốt của bậc đại nhân được biểu hiện đầy đủ trong thân hình của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Thái tử Siddhattha. Kiếp chót chắc chắn sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama Má. Đức Phật dạy rằng, này chư tỳ khưu, nhóm đạo sĩ ngoại đạo có thể học hỏi ghi nhớ đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân này, nhưng họ không thể biết rằng mỗi tướng tốt của bậc đại nhân là quả của đại thiện nghiệp nào. Đại thiện nghiệp cho quả 32 tướng tốt. 32 tướng tốt của bậc đại nhân được biểu hiện trong kim thân của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, Thái tử Siddhattha. Đó là quả của đại thiện nghiệp pháp hành Ba La Mật. Đại thiện nghiệp này không những cho quả tướng tốt của bậc đại nhân mà còn cho quả rộng lớn, vô cùng phong phú đối với Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy và đối với mọi chúng sinh khác có liên quan đến Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy. Trong bài kinh Lakkhaṇa Sutta, Đức Phật giảng giải đại thiện nghiệp nào cho quả các tướng tốt nào và các quả liên quan đến đại thiện nghiệp ấy. 32 tướng tốt của bậc đại thiện nhân là quả của những đại thiện nghiệp như sau. 1. Tướng tốt, bàn chân bằng phẳng, vững vàng đạp trên mặt đất. Tướng tốt này là quả của đại thiện nghiệp nào? Đại thiện nghiệp trong kiếp quá khứ. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác đã từng sinh làm người, trải qua nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ. Đức Bồ Tát là người có quyết tâm cao trong mọi thiện pháp, không hề lay chuyển. Khi thân hành điều thiện, khẩu nói điều thiện, ý nghĩ điều thiện. Khi làm phước thiện bố thí, thọ trì ngũ giới, bát giới, trong những ngày giới hàng tháng, vân vân. Trong việc phụng dưỡng mẹ cha, hộ độ sa môn, bà la môn, trong sự cung kính những bậc trưởng lão trong dòng họ và trong đời, vân vân. Sau khi Đức Bồ Tát ấy chết, nếu đại thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh làm thiên nam trong cõi trời dục giới, thì vị thiên nam có nhiều uy lực hơn tất cả các hàng chư thiên khác về 10 quả báo trong cõi trời ấy là tuổi thọ, sống lâu, sắc đẹp, sự an lạc, danh thơm tiếng tốt, quyền lực cao nhất, sắc, thanh, hương, vị, xúc trong cõi trời ấy. Sau khi Đức Bồ Tát Thiên Nam ấy chết, nếu đại thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh làm người. Quả tốt trong kiếp hiện tại. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác kiếp chót có được tướng tốt của bậc đại nhân. Bàn chân bằng phẳng vững vàng đạp trên mặt đất, toàn bàn chân, gót chân, giữa bàn chân, đầu ngón chân bằng phẳng đầy đặn tiếp xúc cùng một lúc trên mặt đất. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có tướng tốt này. Nếu Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy sống tại gia thì sẽ trở thành Đức Chuyển Luân Thánh Vương, là Đức Pháp Vương trị vì thần dân thiên hạ trên toàn cõi đất nước, có 4 biển làm ranh giới, vân vân. Khi đã là Đức Chuyển Luân Thánh Vương, đại thiện nghiệp ấy cho quả đặc biệt là mọi kẻ thù đều hàng phục theo Đức Chuyển Luân Thánh Vương. Nếu Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy từ bỏ nhà đi xuất gia thì sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Khi đã là Đức Phật Chánh Đẳng Giác, đại thiện nghiệp ấy cho quả đặc biệt là không còn kẻ thù bên trong là phiền não, tham, sân, si, vân vân, và không có kẻ thù bên ngoài như sa môn, bà la môn, chư thiên, ma dương, phạm thiên hay bất cứ một ai, vân vân, trong đời này có thể gây tai hại cho Đức Phật được. 2. Tướng tốt. Hai lòng bàn chân có dấu bánh xe, trục xe có 1.000 căm và đầy đủ các bộ phận. Tướng tốt này là quả của đại thiện nghiệp nào? Đại thiện nghiệp trong kiếp quá khứ. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác đã từng sinh làm người, trải qua nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ. Đức Bồ Tát là người có thiện tâm trong sạch, giúp đỡ nhiều người, đem lại sự an lạc cho nhiều người, làm giảm được sự sợ hãi, kinh hồn cho nhiều người, trong đom bảo vệ mọi người một cách hợp pháp. Đặc biệt, khi làm phước thiện bố thí là chính, thì thường có kèm theo những phước thiện phụ khác, vân vân. Sau khi Đức Bồ Tát ấy chết, nếu đại tùy nghiệp ấy do quả tái sinh làm thiên nam trong cõi trời dục giới. Sau khi Đức Bồ Tát thiên nam ấy chết, nếu đại thiện nghiệp ấy do quả tái sinh làm người. Quả tốt trong kiếp hiện tại, Đức Bồ Tát chánh đẳng giác kiếp chót có được tướng tốt của bậc đại nhân. Hai lòng bàn chân có dấu bánh xe, trục xe có 1000 căm và đầy đủ các bộ phận. Đức Bồ Tát có tướng tốt này, nếu Đức Bồ Tát chánh đẳng giác ấy sống tại gia thì sẽ trở thành Đức Chuyển Luân Thánh Vương, là Đức Pháp Vương, nên các đức vua đều thần phục theo Đức Chuyển Luân Thánh Vương. Chỉ vì thần dân thiên hạ trên toàn cõi đất nước có 4 biển làm ranh giới. Khi đã là Đức Chuyển Luân Thánh Vương đại thiện nghiệp ấy, cho quả đặc biệt là có nhiều thuộc hạ tùy tùng đông đảo, đó là các đức vua, các quan cẩn thận, các tướng lĩnh, các quân lính, các hoàng tử anh hùng dũng cảm, các hàng Bà La Môn, toàn thể thần dân thiên hạ, tất cả đều một lòng trung thành với Đức Chuyển Luân Thánh Vương. Nếu Đức Bồ Tát chánh đẳng giác ấy từ bỏ nhà đi xuất gia thì sẽ trở thành Đức Phật chánh đẳng giác. Khi đã là Đức Phật chánh đẳng giác, đại thiện nghiệp ấy cho quả đặc biệt là các hàng đệ tử đông đảo, đó là chư tỳ khưu, chư tỳ khưu ni, cận sự nam, cận sự nữ, nhân loại, chư thiên, long vương, chư phạm thiên, vân vân, có đức tin trong sạch nơi Đức Phật. 3. Tướng tốt: 2 gót chân dài, 1/4 bàn chân, 4 tướng tốt, ngón tay dài và tròn trịa, đầy đặn, thon như hình bóp măng. 5. Tướng tốt: thân hình ngay ngắn như thân hình của Phạm Thiên. 3 tướng tốt này là quả của đại thiện nghiệp nào? Đại thiện nghiệp trong kiếp quá khứ. Đức Bồ Tát chánh đẳng giác đã từng sinh làm người, trải qua nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ. Đức Bồ Tát là người không sát sinh, tránh xa sự sát sinh, bỏ gậy gộc, bỏ khí giới, có tâm biết hổ thẹn tội lỗi, tâm bi thương xót chúng sinh, mong tìm sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc đến tất cả chúng sinh. Sau khi Đức Bồ Tát ấy chết, nếu đại thiện nghiệp ấy do quả tái sinh làm thiên nam trong cõi trời dục giới. Sau khi Đức Bồ Tát thiên nam ấy chết, nếu đại thiện nghiệp ấy do quả tái sinh làm người. Quả tốt trong kiếp hiện tại, Đức Bồ Tát chánh đẳng giác kiếp chót có được 3 tướng tốt của bậc đại nhân: 2 gót chân dài bằng 1/4 bàn chân, ngón tay dài và tròn, đầy đặn, thon như hình búp măng, thân hình ngay ngắn như thân hình Phạm Thiên. Đức Bồ Tát có 3 tướng tốt này, nếu Đức Bồ Tát chánh đẳng giác ấy sống tại gia thì sẽ trở thành Đức Chuyển Luân Thánh Vương, là Đức Pháp Vương, trị vì thần dân thiên hạ trên toàn cõi đất nước có 4 biển làm ranh giới. Khi đã là Đức Chuyển Luân Thánh Vương, đại thiện nghiệp ấy cho quả đặc biệt là có tuổi thọ sống lâu mà bất cứ kẻ thù nào cũng không thể sát hại Đức Chuyển Luân Thánh Vương được. Nếu Đức Bồ Tát chánh đẳng giác ấy từ bỏ nhà đi xuất gia thì sẽ trở thành Đức Phật chánh đẳng giác. Khi đã là Đức Phật chánh đẳng giác, đại thiện nghiệp ấy cho quả đặc biệt là có tuổi thọ sống lâu mà bất cứ kẻ thù nào, dù là Sa môn, Bà La môn, chư thiên, ma vương hoặc bất cứ một ai trong đời, cũng không thể sát hại Đức Phật chánh đẳng giác được. 6. Tướng tốt: 7 nơi trong thân hình có thịt đầy đặn, là 2 mu bàn tay, 2 mu bàn chân, 2 bả vai và cổ, không nhìn thấy gân và xương. Tướng tốt này là quả của đại thiện nghiệp nào? Đại thiện nghiệp trong kiếp quá khứ. Đức Bồ Tát chánh đẳng giác đã từng sinh làm người, trải qua nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ. Đức Bồ Tát là người làm phước thiện bố thí vật thực, gồm các món ăn, toàn là những món ăn cao lương mỹ vị, các thức uống ngon lành bổ dưỡng. Sau khi Đức Bồ Tát ấy chết, nếu đại thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh làm thiên nam trong cõi trời dục giới. Sau khi Đức Bồ Tát thiên nam ấy chết, nếu đại thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh làm người. Quả tốt trong kiếp hiện tại, Đức Bồ Tát chánh đẳng giác kiếp chót có được 1 tướng tốt của bậc đại nhân. 7 nơi trong thân hình có thịt đầy đặn, là 2 mu bàn tay, 2 mu bàn chân, 2 bả vai và cổ, không nhìn thấy gân và xương. Đức Bồ Tát có tướng tốt này, nếu Đức Bồ Tát chánh đẳng giác ấy sống tại gia thì sẽ trở thành Đức Chuyển Luân Thánh Vương, là Đức Pháp Vương, trị vì thần dân thiên hạ trên toàn cõi đất nước có 4 biển làm ranh giới. Khi đã là Đức Chuyển Luân Thánh Vương, đại thiện nghiệp ấy cho quả đặc biệt là từng được thọ thực toàn những món cao lương mỹ vị, các thức uống ngon lành bổ dưỡng. Nếu Đức Bồ Tát chánh đẳng giác ấy từ bỏ nhà đi xuất gia thì sẽ trở thành Đức Phật chánh đẳng giác. Khi đã là Đức Phật chánh đẳng giác, đại thiện nghiệp ấy cho quả đặc biệt là thường được thọ thực toàn những món cao lương mỹ vị, các thức uống ngon lành bổ dưỡng.